Đồng hồ cổ vang vọng hôm nay giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ Virot có vỏ bè. Con soi hết bên hông cho các bác nhìn nha. Và mặt trước là mặt kính bát giác. Và bên dưới cũng kính bát giác này, mà lại chém cạnh này. Đấy, chém cạnh hết các bác nhé. Đấy. Và đồng thời là mặt số đồng hồ là số Y. Bây giờ em sẽ mở bên trong. Quả lắc này đang là rất là sáng này, mặt số Y này. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ 8 gông đồng và 8 búa, chơi hai bản nhạc. Đây là một chiếc cần gạt để đánh chơi hai bản nhạc, gạt ra gạt vào. Bây giờ em sẽ test tiếng chuông để các bác nghe nhé. Mười năm phút đánh một lần, 30 phút đánh lần, 45 phút. Đấy, em điểm đúng giờ nhá. Gông đồng đánh rất là ấm. Rất là vang. Vọng. Máy này rất là khỏe các bác nhé. Gông sẽ vẫn dập mà ghi rốt này rõ này. Chiếc đồng hồ rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Đồng hồ cổ vang vọng xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.